Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam hôm nay, sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Việt Nam hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2015 và phóng sự đẩy mạnh quản lý thị trường tôn thép Việt Nam trong chuyên mục chuyển động công thương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Đại sứ quán Maroc đã tổ chức Hội nghị Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Maroc. Tham gia diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Ủy nhiệm Thương mại Công nghiệp Maroc ông Mohamed Adu cùng 25 doanh nghiệp Maroc đã trao đổi thông tin nhằm mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh với Việt Nam. Các lĩnh vực hợp tác đầu tư được hai bên quan tâm bao gồm nông thủy sản, luyện kim, cơ khí và điện, vật liệu xây dựng, hàng thủ công cao cấp, công nghệ thông tin, viễn thông, v.v. Maroc là một trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là điện thoại và linh kiện, cà phê, hàng hải sản, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tàu thuyền các loại, hàng dệt may, sợi, giày dép, lưới đánh cá, hóa chất, hạt tiêu. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt khoảng 148 triệu đô la Mỹ, tăng 48% so với năm 2013. Kết thúc diễn đàn, ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam Vietjet và bà Zara Mafiri, Tổng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Xuất khẩu Maroc, tham gia lễ ký MOU giữa hai cơ quan trước sự chứng kiến của ông Mohamed Adu, Bộ trưởng Ủy nhiệm Thương mại và Công nghiệp Maroc và Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng. Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Du lịch ASEAN Nhật Bản AGC, Hiệp hội Game Nhật Bản GOGA và Hiệp hội Phần mềm Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam VINASA đã tổ chức hội thảo và giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực nội dung số. Tại buổi hội thảo, ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại đã nhấn mạnh vai trò xúc tiến thương mại giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản với các nước trong khu vực trong ngành công nghiệp nội dung số và mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và đầu tư để góp phần đưa lĩnh vực này ngày càng phát triển. Cũng tại hội thảo, các doanh nghiệp Nhật Bản đã giới thiệu về thị trường nội dung số của Nhật Bản và bày tỏ nguyện vọng hợp tác cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nội dung số và phần mềm như ngành công nghiệp viễn thông và phân phối nội dung trên các chương trình truyền hình, phát triển và phát hành trò chơi trực tuyến, ứng dụng chuyển động vào làm phim hoạt hình v.v. Hội thảo là nơi để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, ứng dụng di động, thiết bị đồ họa, sản xuất phim hoạt hình, truyền hình và các studio game Việt Nam và Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực này. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 năm 2015, tại Trung tâm Triển lãm Giảng võ Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 25, Việt Nam Expo 2015. Đây là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng của ngành công thương Việt Nam, góp phần không nhỏ vào chuỗi các chương trình hợp tác xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư tại Việt Nam. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, với chủ đề hợp tác hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội lớn để giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ các nhà mua nước ngoài, mở rộng và củng cố thị trường nội địa. Năm nay, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc KIDP để dàn dựng khu gian hàng thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc với mô hình hiện đại và ấn tượng. Ngoài ra, lần đầu gian hàng giới thiệu thông tin về Cổng Thông tin Thương mại Điện tử http://www.byvietnam.com.vn, khu gian hàng xúc tiến đầu tư công nghiệp Invest in Vietnam do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức với thiết kế ấn tượng, dàn dựng công phu, sẽ trưng bày và giới thiệu các địa phương, khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, hệ thống xử lý bảo vệ môi trường hoàn chỉnh, là điểm đến đầu tư đáng tin cậy trên bản đồ đầu tư cả nước. Thưa quý vị và các bạn, Giờ Trái Đất là sự kiện quốc tế được phát động và tổ chức theo sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về bảo vệ môi trường. Đến nay, Giờ Trái Đất đã trở thành một trong những sự kiện về môi trường có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới. Mỗi năm, sự kiện thu hút gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng tỷ người trên thế giới tham gia và hưởng ứng. Hòa trong dòng chảy quốc tế, chiến dịch Giờ Trái Đất hàng năm ở Việt Nam luôn gắn với các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
trong các năm 2013 và 2014. Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng loạt cam kết có các hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. Năm nay, chiến dịch Giờ Trái Đất tại Việt Nam được tổ chức với chủ đề tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, bao gồm rất nhiều các hoạt động. Nhiều các tỉnh, thành phố cam kết hưởng ứng Giờ Trái Đất, thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia các hoạt động, thi thiết kế tranh cổ động, đạp xe, v.v. Thông điệp Giờ Trái Đất năm nay do Bộ Công Thương chủ trì phát động là tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu. Và với rất nhiều cái kinh nghiệm được chia sẻ và thông điệp được các đại sứ của Giờ Trái Đất đưa ra, thì chúng tôi là Bộ Công Thương cũng tin tưởng rằng là với một cái quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ và của toàn dân Việt Nam thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu là sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả hơn và ứng phó được với biến đổi khí hậu. Sau một tháng khởi động, chiến dịch Giờ Trái Đất 2015, hàng loạt các hoạt động được tổ chức tại Hà Nội. Cuộc thi thiết kế poster đã thu hút được gần 500 tác phẩm tham dự. Các đại sứ chiến dịch Giờ Trái Đất đã giao lưu được với hàng ngàn sinh viên, học sinh truyền đi thông điệp tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu. Với đội ngũ trên 2.000 tình nguyện viên, hàng ngàn poster, tờ rơi cổ động đã được phát hành khắp các tỉnh thành. Đêm sự kiện hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2015 tại thành phố Hà Nội, mở màn chiến dịch của các thành phố trong khắp cả nước vừa qua đã tạo được sự chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu của mọi tầng lớp nhân dân. Chúng tôi nhận thấy đây hoạt động rất là ý nghĩa. Ở hiện nay là vấn đề về môi trường cũng như các vấn đề liên quan do đô thị hóa cũng như phát triển công nghiệp rất là nghiêm trọng. Vấn đề về tiết kiệm do con người lãng phí như sử dụng tài nguyên cũng rất bất hợp lý. Cho nên là với cái vai trò là tuổi trẻ, những người cán bộ đoàn, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp của nhà nước, một trong những 34 doanh nghiệp của khối trung ương, những đơn vị chủ lực về kinh tế của cả nước, trong đó rất nhiều đơn vị như sông Đà chúng tôi là triển khai thi công các công trình thủy điện ở các cái vùng sâu vùng xa, liên quan rất nhiều đến cái việc là trồng rừng cũng như là phải đảm bảo cái đời sống của con nhân dân cũng như là các cái môi trường tại các khu vực. Để chương trình hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015 có được thành công như vừa qua là nhờ sự vào cuộc của các bộ ngành trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, sự ủng hộ của đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, nhà tài trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Daikin Việt Nam, các cơ quan thông tấn và báo chí. Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất ý thức được cái vấn đề là cộng đồng xã hội cùng chung tay thực hành các cái giải pháp tiết kiệm điện. Và cái chương trình Giờ Trái Đất là một cái chương trình nó mang tính cộng đồng rất là lớn và có một cái hiệu quả lan tỏa rất là lớn trong xã hội. Chính vì vậy mà ngay từ năm 2009, khi chương trình Giờ Trái Đất được phát động ở tại Việt Nam, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam là tham gia ngay là với cái vai trò là một cái nhà tài trợ chính để tham gia chương trình này. Cùng với Hà Nội, không khí hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất diễn ra vô cùng sôi động trên khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau sự kiện Hà Nội mở màn thực hiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2015, hàng triệu người dân Việt Nam cùng với cộng đồng thế giới đã đếm ngược từng giờ chờ đón Giờ Trái Đất toàn cầu với hành động chung tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết vào 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3. Bằng việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2015, chúng ta khẳng định nỗ lực của người dân Việt Nam trong các cam kết bảo vệ môi trường, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng cho hiện tại và tương lai, khẳng định Việt Nam mong muốn xây dựng một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, hàng giả, hàng nhái nói chung và tôn lập nói riêng vẫn đang gây ra những hậu quả khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà sản xuất, thất thu ngân sách nhà nước. Người tiêu dùng hoang mang, mất niềm tin, các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể thoái vốn. Nhiều cấp ngành và các doanh nghiệp gọi đây là quốc nạn. Vì vậy, đẩy mạnh hoạt động quản lý thị trường tôn thép sẽ là một trong những giải pháp tối ưu để đẩy lùi vấn nạn này. Theo thống kê từ Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, tại Việt Nam có khoảng 15 công ty lớn và nhiều doanh nghiệp cơ sở nhỏ sản xuất tôn thép mạ và phủ màu với tổng năng lực lên tới 4 triệu tấn một năm. Thị trường tôn thép mạ, đặc biệt là tôn sơn phủ màu, được sử dụng rất rộng rãi trong thời gian gần đây, từ nông thôn tới thành thị. Tuy nhiên, người tiêu dùng gần như không thể phân biệt được chất lượng của tôn thép mạ và phủ màu như độ dày, chất lượng mạ v.v.
Cũng bởi vậy mà tình trạng tôn nhái, tôn giả đã xuất hiện tràn lan, gây nhức nhối trong cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây này, tôn này tôi mua 100.000 một mét mà tôi mới nở được 2 năm nay mà người ta bảo là tôn xịn như này mà mới được có 2 năm mà đã thủng hết rồi đây này. Hàng nhái, hàng lậu nó sẽ phá hoại cái năng lực sản xuất của trong nước. Những doanh nghiệp làm ăn chân chính, những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, căn cơ, làm ăn thực sự sẽ phải đối mặt với cái sự khó khăn và sẽ không thể phát triển được. Trong vai khách hàng, chúng tôi tìm cách tiếp cận các cơ sở sản xuất tôn giả, tôn kém chất lượng. Mục đích là muốn biết thị trường tôn giả làm giả bằng những thủ thuật nào, lợi nhuận từ việc làm giả tôn lớn đến mức nào, khiến nhiều doanh nghiệp bất chấp pháp luật để làm nhái thương hiệu, giả mạo chất lượng và lừa đảo người tiêu dùng. Thật bất ngờ, đại diện doanh nghiệp này không ngần ngại công khai sự gian dối sản phẩm của chính họ với khách hàng. Cái hàng Everest kia là cái hàng bọn em nhập. Nhập. Nguyên cuộn. Nguyên cuộn. Còn cái này là của... Cái này là của nhà máy. Mua 0.35 × 0.40 được. Đấy, cái này là 35 × 40. 35 × 40. Vâng. Không chỉ lừa đảo người tiêu dùng về độ dày mỏng của tôn, những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tôn giả, tôn kém chất lượng cũng đưa ra lý lẽ của mình. Nếu anh cứ cứng nhắc mua theo các đơn vị của trong nước sản xuất, đây là hiện tại còn một đống Tobico anh không bán được à? Một tháng nay không bán được một con tôn nào cả. Thì em bảo sống ở cái gì? Theo ước tính của các cơ quan chức năng, nếu chỉ cần khoảng 10% thị phần tôn trên thị trường là giả, hàng nhái, thì số tiền người tiêu dùng bị thiệt hại khi mua phải tôn giả có thể lên tới gần 200 tỷ đồng mỗi năm. Do vậy, mặt hàng tôn thép nói riêng và vấn đề hàng giả, hàng nhái nói chung từng nhiều lần làm nóng diễn đàn Quốc hội, gây nhức nhối trong cộng đồng. Tôi đề nghị là chúng ta làm cho được như đồng chí Phó Thủ tướng và đồng chí Bộ trưởng nói. Đó là gì? Là tạo chuyển biến. Để đấu tranh và tạo chuyển biến tích cực để ngăn chặn từng bước đẩy lùi hàng kém chất lượng. Trong năm 2015 đã thấy được kết quả để nó chuẩn bị cho một cái đợt và một cái thời kỳ mới 2016-2020. Trong ngoài truyền thống chống hàng giả, hàng nhái hàng năm, Bộ Công Thương cũng đã đặc biệt quan tâm vấn đề này và xem nó như là một quốc nạn. Theo Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương thì tôn giả, tôn nhái đưa qua biên giới vào Việt Nam chiếm số lượng khá lớn. Do vậy, để ổn định thị trường, Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đang xây dựng phương án chống buôn lậu gian lận thương mại đối với mặt hàng sắt thép và xây dựng, trong đó có mặt hàng tôn thép. Từ nay đến cuối năm 2015, lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra mặt hàng này. Chúng tôi cũng đã kiểm tra xử lý để tịch thu như thế là vào khoảng 10.000 tấn các loại thép và tôn. Hiện nay thì theo số liệu chúng tôi là riêng thành phố Hà Nội khoảng độ gần 200 tấn các loại tôn nhập khẩu vừa rồi, nhái nhãn của các thương hiệu nổi tiếng, và chúng tôi đang tiến hành điều tra để làm rõ thêm. Ở thị trường Vĩnh Phúc là chúng tôi cũng đã trực tiếp kiểm tra là xử lý 16 vụ, hiện nay là cũng đang trong quá trình điều tra và để làm rõ. Có thể nói, quản lý thị trường làm trong sạch môi trường kinh doanh sẽ là giải pháp tốt trong việc chống nạn tôn giả, tôn nhái đang hành hoành trên thị trường. Việc siết chặt quản lý, đưa ra những kế hoạch hành động triệt để sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh chân chính trong nước phát triển, tạo thêm nguồn lợi kinh tế cho đất nước.